Quý vị thân mến, tháng 7 cô hồn đi qua nhưng dư âm vẫn còn. Có những con giáp may mắn vượt qua nhưng cũng có những con giáp lại không may mắn như vậy. Dù bước sang tháng 8 âm lịch, các con giáp vẫn gặp nhiều điều xui xẻo, con đường kinh doanh và công việc đều bị tiểu nhân quấy phá, thậm chí là tán gia bại sản. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng không được tốt, gặp tai nạn triền miên. Để tìm hiểu rõ hơn đó là những con giáp nào và đã gặp các vận hạn nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe Kim Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Sửu. Đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Sửu có hiệu quả làm việc không cao do gặp phải nhiều chuyện cản trở. Có thể là bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ nhiệt tình, cầm khách hàng thì hết lần này tới lần khác, gây khó dễ. Dù là tháng trung thu là dịp để đoàn viên, nhưng không phải con giáp tuổi Sửu nào cũng dành đủ thời gian cho người thân gia đình vì quá bận rộn. Việc chồng việc khiến bạn dường như không thể nào thoát ra được khỏi guồng quay đó. Thậm chí vì thiếu tập trung, luôn trong tâm trạng bất an nên bản mệnh có thể để xảy ra sai sót không đáng có. Đó là nguyên nhân khiến bạn cuối tháng này có thể bị khiển trách, thậm chí là phạt bằng cách cắt lương, cắt thưởng. Hơn nữa, theo tử vi, hung tinh mang lại điềm báo, họa huyết quang. Vì thế, bản mệnh khi tham gia giao thông phải cố gắng bảo đảm an toàn ở mức tối đa nếu không có nguy cơ tai nạn, va chạm gây tổn hại về tiền bạc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ hai, tuổi Thìn. Theo tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp, người tuổi Thìn tháng này công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép. Các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó. Đôi lúc, sức tàn, lực kiệt, chỉ muốn từ bỏ. Nhưng con giáp này nên giữ bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang trong tình trạng báo động. Các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt, vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. Tiếp theo là tuổi Dần. Trong những ngày đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Dần gặp nhiều rắc rối trên phương diện sức khỏe hoặc xuất hành. Trên phương diện sức khỏe, họ thường cho rằng mình còn trẻ nên thường xuyên làm việc quá sức, cố gắng quá sức. Thậm chí một số người còn thường xuyên thức đêm tăng ca. Hoạt động này lặp đi lặp lại thường xuyên khiến họ gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Dù bây giờ có vẻ nhỏ nhặt nhưng dễ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống trong tương lai. Ví dụ như đau đầu, đau lưng, đau mắt. Trên phương diện xuất hành, họ thường quá chủ quan hoặc sơ suất. Trước khi đi xa, không chuẩn bị kỹ nên dễ xảy ra những vấn đề bất ngờ, mang lại nhiều phiền phức. Vì vậy, con giáp xui xẻo trong những ngày đầu tháng 8 cần học cách nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, rèn luyện thể lực, nếu đi xa cần chuẩn bị cẩn thận. Đồng thời, bạn hãy giữ suy nghĩ tích cực, bởi bạn là con giáp được thần Phật che chở, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Tuổi Tuất. Trong công việc, người tuổi này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả xứng đáng, nhưng đừng nản lòng. Công việc tưởng rằng đang trong tầm kiểm soát thì bị sai sót do ảnh hưởng của tương hại, đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có dấu hiệu xuống dốc khá rõ ràng. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Tuất cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mối quan hệ xã giao không thuận lợi, bản mệnh thường phải chịu sự gièm pha, cô lập của đồng nghiệp, khó có thể hòa nhập với mọi người nên dễ phải gánh chịu áp lực tinh thần lớn, làm việc không năng suất được như người bình thường. Thế nhưng bù lại thì tình cảm gia đình lại thêm phần gắn bó, mọi người hiểu và thông cảm cho cuộc sống của nhau. Trên phương diện tiền bạc, tuổi Tuất phải chi tiêu khá nhiều do các nhu cầu cuộc sống hoặc lễ lạt nên không mấy dư giả. Những người đã lập gia đình, gánh vác trách nhiệm trên vai cần học cách chi tiêu tiết kiệm hơn,
không nên chi tiêu hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. Tý. Năm 2020 là năm bản mệnh của người tuổi Tý. Vì vậy, trong năm này, bản mệnh sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân, làm ăn không lý tưởng, cảm xúc không ổn định, các mối quan hệ xảy ra vấn đề. Do đó, để năm này trôi qua suôn sẻ hơn, bản mệnh nên bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định, không hành động một cách cảm tính, không nên đổi công việc, bởi chưa chắc môi trường mới đã đem lại cho bạn những điều mà bạn hằng mong muốn. Thậm chí, cho dù nhất quyết phải đổi công việc, con giáp này cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ càng, không làm việc vì có người khác kích động. Ngoài ra, trên phương diện tiền bạc, bạn cũng cần phải học cách chi tiêu khoa học. Trước khi mua những vật dụng có giá trị cao, cần phải trao đổi với người nhà cẩn thận. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp không được như ý muốn, gặp đen đủi trong những tháng tới, thì có những con giáp đổi đời nhanh chóng, phát tài phát lộc trong những ngày đầu tháng 8 âm lịch. Vậy bạn có biết con giáp phát tài trong những ngày sắp tới gồm những ai hay không? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thích sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Cho nên việc đầu tư, làm ăn kinh doanh tháng 8 này đang mở ra rất nhiều cơ hội mới. Nhưng tuổi Ngọ vẫn cần nên ưu tiên các hạng mục quen thuộc, tránh ôm đồm chỉ tạo thêm áp lực cho chính mình. Những người làm công ăn lương tuy vẫn gặp khó khăn trong việc gia tăng thu nhập, nhưng nhìn chung tiền bạc vẫn đủ để đảm bảo cuộc sống cơ bản. Nếu muốn tìm phương hướng để đầu tư thì việc trước tiên của bạn vẫn là tiết kiệm. Chuyện tình cảm của bản mệnh càng ngày càng được cải thiện. Có thể trước đây hai người nhìn nhận đối phương qua một lăng kính màu hồng, nên đôi khi mới nảy sinh thất vọng. Nay hai bạn đã thực tế hơn để hiểu rằng trên đời chẳng có ai là hoàn hảo. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là ở bên cạnh một nửa kia của mình, cùng nói chuyện và tìm hiểu những khó khăn của chàng để giúp nhau vượt qua những chướng ngại vật. Nếu đang độc thân, con giáp tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần cho một tin tức bất ngờ từ người nhà mà bạn thầm yêu mến. Tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ khi làm bất cứ công việc gì đều rất cẩn thận, bình tĩnh, không bao giờ tỏ ra nóng vội, nao núng. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai ở phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, học tích trữ, dành dụm những khoản tiền để cho cuộc sống của tương lai. Xem may mắn của 12 con giáp trong tháng 8 thì tài lộc của người tuổi Tỵ khá rực rỡ với những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư. Hứa hẹn bạn sẽ rủng rỉnh tiền tiêu nhờ kế hoạch tiền bạc thông minh mà bạn đã xây dựng từ lâu. Nhất là những ai sự nghiệp hanh thông, đang chuyển lên một vị trí mới hoặc bạn thay công việc phù hợp hơn với thu nhập cao hơn. Có thể người tuổi Tỵ sẽ gặp phải chút thách thức khi mới bắt tay và thực hiện một điều mới lạ, nhưng sau đó bạn lại quen với hiệu quả công việc và thể hiện rất tốt. Nơi công sở, đồng nghiệp không chỉ hỗ trợ cho bạn rất nhiệt tình mà còn quan tâm tới đời sống của bạn. Khi bạn bận việc là họ không chỉ ngại ngần giúp sức hay thậm chí đưa ra lời khuyên để bạn có thể tháo gỡ vấn đề hiện tại. Với những ai có nghề phụ hoặc nghề tay trái, hứa hẹn sẽ nhận được tiền lương từ những việc này với khoản khá hậu hĩnh. Những người còn độc thân sẽ rất đào hoa trong tuần này. Cơ hội tìm được người ưng ý là rất cao. Tuy nhiên, sẽ có người cảm thấy phiền hà vì có quá nhiều đối tượng theo đuổi mà bạn không biết chọn ai. Nên hãy lắng nghe trái tim của mình. Tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy sức sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tiền ngay thẳng. Tình hình tài chính của người tuổi Dậu trong tháng 8 có dấu hiệu khởi sắc. Nhiều người được gia tăng nguồn thu, việc kinh doanh nhờ có hậu thuẫn mà phát triển bất chấp khó khăn hiện tại. Nếu bạn dành thời gian để học hỏi thêm thì bạn sẽ biết rằng thời điểm này ai cũng ưu tiên việc đảm bảo an toàn số tiền của mình đang có
hơn là đi đầu tư. Nói như thế không có nghĩa là không có cơ hội cho bạn, miễn là bạn phải tìm hiểu kỹ và trách nhiệm với các quyết định của mình. Nhìn chung, tháng 8 bản mệnh không gặp rắc rối nào liên quan đến tiền bạc, miễn là bạn kiểm soát được tình hình tài chính của mình. Đi theo kế hoạch đã định một chút thì chi phí phát sinh cũng không là điều gì đáng. Người độc thân trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, chỉ cần xuất hiện ở đâu là bạn ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Bạn có thể nhanh chóng mở rộng các mối quan hệ, tìm ra những đối tượng thích hợp, phù hợp với bản thân mình. Tình cảm gia đình của con giáp tuổi Dậu cũng khá tốt đẹp. Họ còn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn những lời khuyên giá trị khi bạn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Tuổi Hợi, người tuổi Hợi, những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhìn vào khả năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Về bề ngoài của tuổi Hợi, lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất cứ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Hợi biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống cho riêng mình. Người tuổi Hợi luôn mong muốn và nay đã được trải nghiệm những hành trình mới mẻ, thú vị, đặc biệt là sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân, bạn sẽ ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Đây là một tháng mà thực sự bạn làm việc rất hiệu quả, cả về mặt chất lượng và số lượng. Càng là công việc có tính thách thức, bạn lại càng cảm thấy hào hứng và nhiệt tình hơn. Bạn cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ, tìm hướng xử lý công việc. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn bạn bằng ánh mắt biết ơn. Niềm vui đặc biệt của bạn là tìm được niềm vui trong công việc. Ngay cả những thứ tưởng chừng nhàm chán nhất cũng có sức quyến rũ riêng, chỉ cần bạn quan tâm đến chúng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.